Xin chào anh em, em là Tú và hôm nay em lại rất hân hạnh được giới thiệu đến với anh em một chiếc đồng hồ của thương hiệu Rolex. Và đây là một chiếc mà bên em mới được nhập kho về. Em nói sẽ là một chiếc hàng đã qua sử dụng và còn đầy đủ, rất là đầy đủ những cái hộp mà cắt tông bên ngoài đây. Và em sẽ mở cái hộp này ra. Ở bên trong thì anh em sẽ có là một cái hộp gỗ được làm khá là đẹp, và chúng ta sẽ có một cái logo thương hiệu ở chính giữa. Và em sẽ mở cơn này ra anh em nhé. Đó, trước khi đến với nhân vật chính của chúng ta thì em sẽ ghé qua một chút ở cái ngăn này. Ở cái ngăn này thì em sẽ đựng là hai quyển sổ, sổ to, sổ nhỏ và một cái thẻ của Rolex ở đây. Chiếc này của em thì sẽ có mã là 116233. Với mã 116 thì anh em sẽ biết được là đó là một chiếc đời đời đời, đời sau, và 233 là size 36 mm và đề mi vàng yellow gold. Ở đây thì em sẽ có là một cái số seri. Ở số seri của chiếc đồng hồ này sẽ là 247M08M8. Anh em có thể thấy được rất là nhiều chữ khắc nhỏ tạo nên một cái được kẻ ở đây. Ở mặt sau thì anh em sẽ có là được cái dấu đại lý này. Chiếc này của em thì sẽ mua tại Hàn Quốc và ngày mua là 27 tháng 9 năm 2017 anh em nhé. Với bảo hành 5 năm của Rolex thì anh em sẽ có bảo hành đến 2022, tức là còn 1 năm bảo hành nữa. Đó. Ok, thì em để sang một bên. Và chiếc này của em sẽ có đầy đủ là cái siêu bảo vệ liềng này. Đó, hai cái tag. Trong thời điểm hiện tại mà kiếm được một chiếc mà đầy đủ full như này của em thì cực kỳ là khó. Đó. Em sẽ bỏ cái gối ra. Một chiếc Rolex 116233 với size 36 mm, đế mi vàng yellow gold, mặt vi tính vàng, cọc kim cương. Anh em có thể thấy luôn là cái mặt vi tính này nó sẽ rất có chiều sâu. Chúng ta sẽ có các cọc số kim cương ở đây. Em sẽ zoom camera để anh em có thể thấy được cái mặt số của em nói nhé. Cái mặt này rất là đẹp đúng không anh em? Ok, thì chúng ta sẽ có một cái logo hình vương miệng ở góc 12 giờ đây, rất là đặc trưng của dòng Date Chốt, cũng là các dòng sản phẩm khác của Rolex. Ở bên dưới là dòng chữ Rolex. Các cọc số là cọc số kim cương, và các trấu này thì sẽ là làm bằng vàng đặc 18K. Bộ kim cũng được làm bằng vàng. Và góc 3 giờ đây thì em sẽ có một cái ô lịch ngày. Đó, trên mặt kính này thì sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối, và chúng ta sẽ có là một cái logo ẩn ở dưới mặt kính này. Mặt kính lúp được phóng to lên rất là đẹp. Đó, anh em nhìn mặt kính, cái câu lịch rất là bé, và cần khi mà zoom qua cái mặt kính lúp này nó sẽ phóng lên to lên rất là đại. Đó. Anh em có thể thấy được là chúng ta sẽ có các đường truyện ở đây, Rolex chạy vòng quanh, và góc 6 giờ anh em có thể thấy thoáng loáng thoáng số seri. Em sẽ mở cái khóa ra. Trên này thì sẽ nó có một cái liềng khía được làm khá là đẹp, và cái liềng này còn rất là lét anh em nhé. Anh em nhìn cái này không cấn móp gì cả, và nó chỉ có hơi xước răm lông mèo do cho quá trình sử dụng, còn lại đều rất là lét. Từ lúm này, dây này, con bộ này dây này rất là cứng. Em sẽ gập lại và thử cho anh em xem này. Đó, không trên không trước này mà trước đời 2017 mà dây còn cứng như thế này thì anh em phải biết là chiếc này được sử dụng rất là ít. Dây theo bộ dây Jubilee được làm 35 chỉ, với 3 chỉ ở giữa sẽ được làm bằng vàng đặc và được đánh bóng, và còn 2 chỉ còn lại sẽ là thép 904 phay xước size 36 và độ dày khoảng tầm 11-12 mm. Thì anh em dù cổ tay to hoặc nhỏ hoặc vừa đều đeo được chiếc này. Đó, đây là khóa chiếc đồng hồ này anh em nhé. Khóa giật, khóa sẽ còn siêu này, và khóa sẽ có gập một bên. Đó, anh em đóng vào thì nó sẽ ra một tổng thể rất là thống nhất cho cả một bộ dây. Em sẽ mở cái khóa ra. Mặt trong dây thì sẽ được đá đánh phay xước toàn bộ. Mặt sau đáy thì anh em sẽ đá đáy kín, và cái trong chiếc dưới cái mặt đáy này thì anh em sẽ có là bộ máy 3135. Với bộ máy này thì anh em sẽ có là 39 chân kính, tần số dao động là 28.800, và thời gian chữ cót của chiếc đồng hồ này là 48 tiếng anh em nhé. Cả ở bên ngoài thì anh em sẽ có là các đường phay xước ở đây.
và đường đánh bóng ở chính giữa. Đó. Ok thì em sẽ lên tay thử cho anh em trước 116233 này nhá. Đó, tay cổ tay em là cổ tay 15.8. Lên tay cực kỳ là tuyệt vời. Anh em nào mà có cổ tay tầm to hoặc nhỏ hơn em để đeo chiếc này rất là tuyệt vời. Bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới. Bên em có đầy đủ là hộp, sổ, thẻ, tác, liềng, siêu liềng. Và bên em đang bán với cái giá rất là tốt. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em. Em sẽ quay qua một lượt để anh em nhìn rõ chiếc đồng hồ này. Đó. Còn rất là nét. Ok thì em xin kết thúc video ở đây. Em xin chào và gặp lại anh em.